ba đứa trẻ mồ côi mẹ vì Covid-19. Con thơ ôm áo cũ tìm hơi mẹ. 12 giờ đêm dãy trọ im lìm, nhìn con 2 tuổi đứng trước bàn thờ gọi mẹ, mẹ. Anh Kha lục tìm được chiếc áo cũ của vợ cho con ôm đi ngủ. Covid-19 khiến ba đứa con anh mồ côi mẹ, đứa nhỏ nhất vừa sinh. Từ khi Bình Dương giãn cách xã hội, vợ chồng anh Tiêu Hoàng Kha 31 tuổi và chị Dương Kim Ngân 32 tuổi ở yên trong phòng trọ. Nhà vừa có con nhỏ, vợ vừa bầu sắp sinh nên chẳng dám bước chân ra ngoài. Vậy mà cũng lần lượt chồng đến vợ và con dương tính với Covid-19. Vợ chồng mỗi người điều trị một nơi. Con 10 tuổi và 2 tuổi ở nhà phải nhờ một người bạn qua chăm giúp. Cũng từ đó gia đình chẳng còn cơ hội để đoàn tụ bên nhau thêm một lần nào nữa. Anh cố gắng nuôi con nha. 19 giờ 12 phút ngày 8 tháng 9, anh Kha nhận tin nhắn Zalo từ vợ. Em yếu lắm rồi, anh cố gắng nuôi con nha. Anh trả lời vồ vập, em cố lên đi về lo cho con nhé em. Sau vài phút không nhận được câu trả lời, anh nhắn tiếp, em cố lên nhé em, về nuôi với anh nha. Mình anh lo sao nổi. Vẫn không thấy ô chat hiện chữ đang soạn tin. Lòng nóng như lửa đốt, anh nhắn, nhé em. Rồi anh gọi liên tục đến điện thoại vợ. Những tiếng tút tút liên hồi, không có hồi âm. 7 giờ sáng ngày 9 tháng 9, bác sĩ báo vợ anh không qua khỏi. Chị vừa mất lúc 1 giờ sáng. Trước mắt tối sầm, Covid-19 đã cướp đi vợ của anh. Ba đứa con anh từ nay sẽ mồ côi mẹ, rồi anh sẽ nói với các con như thế nào? Nước mắt cứ vậy túa rơi trên gương mặt ông bố trẻ. 6 năm trước, anh dọn đến sống cùng chị Ngân, nhưng mãi đến năm 2019 mới gom đủ tiền làm đám cưới. Chị Ngân từng qua một lần đò, có một con riêng, nhưng anh Kha thương và lo cho bé như con ruột của mình. Cuối năm 2019, chị Ngân sinh bé gái và ở nhà chăm con. Anh Kha làm thợ hàng, lương 8-9 triệu mỗi tháng, lo mọi chi phí tiêu ở trong nhà. Dịch Covid-19 ập đến trong những ngày chị Ngân đang mang thai bé thứ ba gần sinh. Anh Kha thất nghiệp ở nhà. Anh kể, tôi đi cách ly trước, vài ngày sau vợ vào bệnh viện cách ly. Con 10 tuổi thì cũng dương tính nhưng được cách ly tại nhà. Tôi phải nhờ người bạn qua chăm giúp. Ảnh cũng không ngại gì dọn đồ qua chăm hai đứa nhỏ. Ngày 2 tháng 9, bệnh viện gọi báo sẽ mổ bắt con. Tôi động viên vợ là cố lên. Tôi ráng xin bác sĩ qua cùng bệnh viện với vợ nhưng không được. Con vừa mổ xong có chị hàng xóm lên đón về chăm giúp tới nay. Còn vợ tôi thì nặng dần lên từng ngày. Đến tối ngày 8 tháng 9, vợ nhắn cho tôi dòng tin nhắn cuối đứt ruột vậy xong là đi, bỏ lại tôi với ba đứa con nhỏ, xót lòng nhìn con thơ tìm hơi mẹ. Cũng trong ngày 9 tháng 9, bệnh viện cho anh Kha được về tiếp tục cách ly tại nhà, lập tạm bàn thờ cho vợ. Nhìn con nheo nhóc, anh lại rưng rức khóc, không tin Covid-19 đã khiến gia đình sinh ly tử biệt. Anh Kha loay hoay với hai đứa con lớn ở phòng trọ, con nhỏ vừa sinh thì vẫn đang gửi bên hàng xóm. 12 giờ đêm, cả dãy trọ im lìm, đứa lớn 10 tuổi thúc thích khóc, đứa nhỏ 2 tuổi thì chạy đến trước bàn thờ chỉ vào di ảnh gọi mẹ, mẹ. Khiến ông bố trẻ nghẹn ở lồng ngực chẳng thở được. Đồ đạc của vợ tôi đã đốt hết rồi, nhưng ráng lục tìm mai sau còn lại chiếc áo. Tôi bế con lên nằm võng, lấy áo đó cho con ôm là 5 phút sau nó ngủ ngon lành. Nhìn con tìm hơi mẹ vậy đau lòng lắm. Bé còn quá nhỏ để biết rằng mãi mãi không còn mẹ nữa. Bé sơ sinh vẫn đang được chị hàng xóm trông giúp.
cách nhau 50 mét mà còn cách ly, nên tôi chỉ đứng nhìn con từ xa. Thương con nhất vì chưa được gần mẹ một giây phút nào, cũng chưa được uống một giọt sữa nào của mẹ, anh tâm sự. Biết câu chuyện đau lòng của gia đình, luật sư Phạm Hoài Nam, hãng luật Giải Phóng, đứng ra kêu gọi trên mạng xã hội để hỗ trợ. Ngay trong đêm, luật sư Nam đã chuyển 30 triệu đồng để người nhà chị Ngân lo hậu sự. Vợ chồng anh đã lên kế hoạch Tết này về nội, hè thì về ngoại. Thế nhưng, anh Dương Ngọc Anh, 31 tuổi, em trai của chị Ngân, cho biết từ ngày năm chị em còn nhỏ, bố đã bỏ đi, một mình mẹ tần tảo nuôi mấy chị em khôn lớn bằng nghề nông ở huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Thấy gia đình khó khăn, cậu ruột của mẹ đã nhận Ngân về nuôi cho ăn học. Anh cũng cho hay, năm 16 tuổi, chị gái vào Sài Gòn làm việc cho xí nghiệp may tư nhân, rồi nên duyên vợ chồng với một người đàn ông trước và có con. Nhưng sau này, đường ai nấy đi, chị Ngân ôm con về gửi mẹ nuôi giúp. Vài năm sau, chị tham gia thiện nguyện, gặp rồi kết duyên, vợ chồng cùng với anh Kha và đón con vào Bình Dương. Lúc chị mổ xong thì phải thở oxy, nên gia đình gọi vào chỉ nhìn thấy mặt thôi. Hỏi đúng thì chị gật đầu, sai thì lắc tay. Những cuộc gọi của gia đình lúc đó chỉ có một bên nói, một bên ra hiệu. Đến khi ra đi, chị cũng không lời từ biệt, dặn dò, nên mẹ tôi suy sụp, gia đình bức rứt lắm. Nghĩ đến chị là thương, còn ba đứa nhỏ ngây thơ mồ côi, xót xa lắm. Anh Ngọc Anh bộc bạch. Mẹ con nhìn nhau qua điện thoại. Nói về cuộc sống của gia đình chị gái, anh Ngọc Anh cho hay, công việc của anh rể bữa đực bữa cái, nên gia đình ở quê cũng thường gửi thêm đôi ba đồng để mua sữa cho các cháu. Nguyện vọng của gia đình là đón bé lớn về chăm sóc, bà cháu được gần nhau. Anh nói, ở ngoài này làm nông không có điều kiện đi lại, xe cộ thì trắc trở. Giờ chỉ mong là được cộng đồng giúp đỡ để chia sẻ với gia đình, lo cho các cháu ăn học. Chặng đường phía trước còn rất dài. Trần Thị Mỹ Nhan, 31 tuổi, thị xã Bến Cát, Bình Dương, người đang nuôi con vừa sinh của anh Kha chị Ngân, cũng tâm sự. Ngay từ ngày 2 tháng 9, chị Ngân mổ bắt con, chị đã tới bệnh viện để đón bé về chăm sóc. Trước đó, chị Ngân nhờ chị Nhan tìm người chăm giúp em bé, nhưng thấy gia đình chị Ngân khó khăn, lại thương em bé, nên dù có hai con và vẫn đang ở nhà trọ, chị Nhan tình nguyện nuôi giúp. Từ lúc đón bé về, ngày nào tôi cũng gọi điện thoại video cho chị Ngân, nhưng lúc được lúc không. Tôi chụp nhiều ảnh bé gửi vào Zalo để chị Ngân xem, đặng có thêm động lực. Cuộc gọi nào hai mẹ con cũng nhìn nhau vậy, không nói được câu gì hết. Tôi thấy tội lắm mà không biết phải làm sao. Tôi đã xin công ty nghỉ đến hết tháng 9 để chăm bé. Khi nào gia đình đón bé về được thì tôi đi làm lại. Chị Nhan thuật lại. Theo lời chị Nhan, vợ chồng anh Kha chị Ngân không khá giả gì. Lúc chị Ngân có bầu cũng không có điều kiện để bồi bổ. Nhiều khi hàng xóm cho gì ăn đó. Do vậy, biết chuyện ba đứa trẻ mồ côi vì Covid-19, xung quanh cũng gom góp mua tã, sữa, gửi sang để phụ chị chăm các bé.